từ ha, phần Ubuntu, Ubuntu desktop ha, cũng như Ubuntu server. Thì Ubuntu thì được cái là nó miễn phí ha mọi người. Giao diện nó cũng gần gần giống Windows ha. Nói chung là mình tránh cái vấn đề bản quyền á, thì mình có thể sử dụng Ubuntu ha. Nó cũng có bộ gõ, nó cũng có fit ha. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài Ubuntu Desktop ha. Nó là cái bản client á, giống như Windows 10 ha. Còn cái bản Ubuntu Server á, thì giống như là Windows Server. Rồi, trước tiên mình sẽ truy cập vào ubuntu.com ha mọi người. Đây, mình sẽ đi download cái file ISO của nó về ha. Rồi mình tiến hành bật ra USB. Sau đó mình mang đi cài ha. Rồi mọi người chờ chút nha, thằng Firefox nó update. Rồi ha, đó ubuntu.com. Rồi, ở đây Ubuntu là một cái phần mềm mà bản nguồn mở ha mọi người. Nói chung là nó có nhiều nè, cloud nè ha, server nè. Rồi container nè, desktop nè. Internet of Things ha. Rồi từ từ mình sẽ tìm hiểu sao ha. Thì Ubuntu lúc trước nó cũng có một cái hệ điều hành dành cho mobile ha. Nhưng mà cái dự án đó hình như là ngừng phát triển rồi. Rồi, nói chung là mình sẽ cố gắng ha, vừa làm vừa nghiên cứu một cái phần về Linux ha, cụ thể nó là Ubuntu ha. Đây là của cái hãng, đây mình đọc là Canonical ha. Rồi, thì mình sẽ vào một download. Rồi. Rồi, ở đây mình sẽ chọn Ubuntu Desktop nè. Đây là phiên bản 20.04 ha. Rồi Ubuntu Server. Đây, Ubuntu for Internet of Things ha. Này có RAT FreeBSD nè, dành cho cái máy nhỏ nhỏ đó. Rồi Intel là UC ha. Máy như cái hộp vậy đó. Rồi áo hóa đâu ha. Rồi, Ubuntu Cloud. Thì Ubuntu Cloud thì sử dụng một số nền tảng ha, chẳng hạn như Cloud của Amazon nè ha, AWS nè, cũng như là Microsoft Azure ha, Google Cloud Platform. Rồi, nhiều thứ nữa. Rồi, mình sẽ đi từng bước đi. Hôm nay mình sẽ cài desktop trước nha mọi người. Rồi mình chọn Ubuntu desktop ha. Thì desktop thì nó giống như Windows 10, cũng có fit đầy đủ ha. Rồi ở đây mình bấm download nè. Rồi khoan ha, ở đây cái đề cử cái cấu hình yêu cầu ha, 2 GB ha, dual core là cao hơn. Rồi 4 GB RAM ha mọi người, 25 GB hard disk drive, DVD hoặc là USB ha. Rồi, có internet. Đây nói nè, sự đơn giản để chuyển từ Ubuntu ha, Windows hay Mac gì đó.
Rồi, mình sẽ bấm download nha. Rồi, đây mình sẽ lưu cái tập tin ISO ha, 2.5 GB. Rồi, mình bấm OK là nó sẽ download về ha, khoảng chừng 5 phút đến 10 phút ha, tùy tốc độ đường truyền của mọi người ha. Rồi, OK. Khi mình download về xong ha, mình tiến hành bật ra cái file ISO vào và USB ha mọi người. Hoặc là mình bật ra đĩa để mình cài từ DVD ha. Đó, giờ mình sẽ tiến hành khởi động ha từ USB. Ở đây mình cài USB nha. Còn mọi người muốn biết cách bật như thế nào á thì mình sử dụng cái phần mềm Bluefoot ha, ở trong cái phần phần cứng máy tính một cài Windows á, mình có hướng dẫn á, mọi người quay lại xem ha. Cách tạo file ISO lên USB ha. Rồi, đây là nó sẽ kiểm tra cái USB chúng ta ha. Nó cái chất lỗi đó. Nếu mà OK thì nó sẽ cho chúng ta cài. Rồi ha, check thành công ha, không có lỗi. Thì Ubuntu rất dễ cài ha mọi người. Đó, mới vô có đoạn nhạc ha. Rồi, đây nó có hai tùy chọn cho chúng ta ha. Cái là try Ubuntu, nghĩa là chúng ta chạy trực tiếp từ cái file ISO luôn. Nó sẽ load lên cho chúng ta ha, sử dụng. Còn cái tùy chọn thứ hai là chúng ta sẽ đi install ha, install vào cái ổ cứng của chúng ta ha. Rồi ở đây nó có nhiều cái ngôn ngữ chúng ta chọn. Welcome nè. Đây mình coi có tiếng Việt không. Rồi có tiếng Việt luôn nha. Đó. Rồi mọi người thích có thể chọn tiếng Việt ha. Ở đây mình để mặc định default ha. Mặc dù tiếng Anh cũng không gành lắm đâu. Mình cứ để default đi cho mọi người cài nó dễ. Rồi mình bấm install Ubuntu ha. Rồi, ở đây tiếp tục keyboard layout ha. Mình chọn default luôn nha, English luôn ha. Rồi, continue. Rồi, ở đây nó cũng có hai cái tùy chọn ha. Nó hỏi chúng ta là có muốn cài đặt là Normal Installation ha. Có nghĩa là nó sẽ cài sẵn web browser nè. Cụ thể nó là Firefox á. Một số cái tiện ích nè, cũng như phần mềm Office ha. Đó là cái bộ Play Office á. Và cái game nè ha, số cái chương trình chơi multimedia đó. Còn cái chọn thứ hai là Minimal Installation ha. Nghĩa là chúng ta chỉ cài web browser và basic utility ha, những cái ứng dụng cơ bản thôi. Rồi, cái tiếp chọn này là chúng ta sẽ download cái update trong lúc cài Ubuntu ha. Rồi, ở đây mình sẽ mặc định để default luôn nha. Mình cài normal. Rồi, continue. Nhớ nha, mình có web browser nè ha, một số tiện ích cũng như Office nè, cái bộ Office luôn. Rồi, ok, continue. Chờ nó chút ha mọi người. Rồi,
Đây là cái phần chúng ta sẽ cài đặt ha. Vì ở đây mình là một cái máy sạch ha, chưa có cái hệ điều hành này hết á. Thì nó báo là cái motor hiện thời thì nó không thấy được cái hệ điều hành nào trên đây hết trơn ha. Rồi tiếp theo thì nó sẽ chọn chúng ta là coi như là đi xóa cái ổ đĩa ha, và đi cài Ubuntu ha. Rồi ở đây mình sẽ bấm install now luôn ha. Coi như là đĩa này là đĩa đĩa sạch ha, chưa có bất cứ một cái hệ điều hành nào, chưa có dữ liệu gì hết. Rồi chúng ta chọn install now. Đó, nó sẽ tự đi tạo cho ta một số cái partition ha. Rồi, ta bấm ok luôn ha, continue chứ. Để cho hệ điều hành nó tự tự tạo cho chúng ta luôn ha. Nhớ nha mọi người, ở đây là cái ổ cứng mình là ổ cứng trắng bóc nha, không có dữ liệu gì nha. Nếu như chúng ta có dữ liệu là chúng ta phải chọn lọc lại ha. Rồi, ở đây chúng ta chọn mặc định nó chọn là nằm bên chúng ta ha, chọn nó detect nó tự động thôi thì nó thấy là chúng ta gần nằm bên ha, chúng chọn nằm bên chúng ta Nam Giang đó, thủ đô của Campuchia, rồi chúng ta chọn lại cho chúng ta nha. Rồi mình chọn coi có Hồ Chí Minh không nha, đây có nè, Hồ Chí Minh City Việt Nam. Mọi người chọn nó đúng thì nó sẽ chọn cái múi giờ đúng của chúng ta ha. Rồi, Hồ Chí Minh City Việt Nam. Rồi, đây Hà Nội ha. Rồi, vô anh em. Rồi, ở đây mình đặt cloud luôn nha. Rồi, cái này nó gợi ý computer name chúng ta ha. Rồi đây mình có thể sửa lại là vietcloud pc. Rồi user luôn ha. Rồi đây là trước kia chúng ta phải đặt password cho nó phức tạp ha. Hoa thường rồi số ký tự đặc biệt đâu ha. Đây tên chúng ta ha, username. Rồi ok, continue. Nó xanh hết là ok ha, mọi người thấy nó đỏ là mọi người làm lại. Có thể là chúng ta đặt password nó không có được phức tạp. Rồi công việc còn lại là chúng ta chỉ ngồi chờ ha. Copy file nè, rồi nó sẽ download một số cái update. Rồi chúng ta chờ đợi tí nữa chúng ta sẽ có một hệ điều hành ha. Theo như cái nhận định của mình là nó rất đẹp ha. Lâu chúng ta đổi sang một cái hệ điều hành mới xài cho nó vui mà. Nhưng mà nếu mà trong doanh nghiệp mà cái vấn đề bản quyền nó khó khăn quá thì chúng ta cũng có thể cài Ubuntu ha mọi người. Rồi mọi người chờ ha. Có thể đi uống nước hay ăn bánh gì chút quay lại. Cũng mà cũng khá lâu á. 15 phút thì đến 30 phút á. Tùy cái cấu hình máy chúng ta
Rồi, đây là cái bộ Office thôi mọi người. Libre Office gì nè. Đọc Libre Office ha. Writer nè. Là giống như Microsoft Word á. Đây mình back lại cái. Word ha. Cái này là Excel ha. Đây là PowerPoint. Impress ha. Tương đương thôi nha, chứ mình không phải nói giống nha. Ngoài ra nó còn có một bộ Open Office nữa ha mọi người. Open Office thì được sử dụng trên Fedora ha. Thì theo nhận định của một số người thì giao diện của cái bộ Office trên Ubuntu này nó đẹp hơn ha. Tính năng thì tương tự. Rồi, mọi người gắng kiên nhẫn chờ một tí nha. Rồi, gần xong rồi. Rồi. Mình back lại mình coi ha. Đó. Đây là cái trình duyệt web của chúng ta ha. Firefox Browser. Ở đây là cái trình duyệt Gmail ha. Thunderbird. Giống như cái Microsoft Outlook gì đó. Tương tự thôi nha. Rồi, đây nó support cái software là nhân Chromium ha. Một cái dạng trình duyệt mới ha. Chạy trên cái nhân Chromium giống như Google Chrome ha. Rồi, đây là cái phần mềm mà quản lý ảnh ha. Đây phần mềm mà biên tập video. Cái này là GIMP Image Editor, là giống như phần mềm chỉnh sửa ảnh á, giống như là Photoshop vậy đó. Nhưng mà nó không bằng được đâu nha. Đây phần mềm chơi nhạc ha. VLC là để play video. Spotify là cái gì mình cũng chưa biết nè. Chung chắc phần mềm chơi nhạc hay gì đó. Nghe nhạc trực tuyến đâu đó. Rồi. Bạch bạch bạch. Này này tới coi. Thôi không có gì ha. Hỗ trợ và giúp đỡ. Nói chung là chúng ta có một số thắc mắc gì thì chúng ta vui lòng ha ghé thăm cái trang web của nó đó, Community Support ha, và Commercial Support, chung là cái miễn phí và cái trả phí đó. Mọi người trả phí thì được hỗ trợ ra tận tình hơn. Rồi mọi người sắp xong rồi nha, gắng chờ một tí. Thì nói chung là mình cài mình để nó default luôn ha, cho mọi người biết được cái khoảng thời gian giống như là các bước cài, chứ mình không có chỉnh sửa video ha, nên đôi khi thấy nó hơi lâu. Nói chung là mình muốn chọn làm cho nó thật á, thực tế mà cái gì hơi lâu thì mọi người thông cảm giúp nha.
Rồi, cài đặt thành công ha mọi người. Installation complete. Rồi, khởi động lại ha. Rồi, chúng ta lấy cái đĩa ra ha. Cũng như lấy cái USB ra và nhấn Enter để bắt đầu ha. Nó quay đẹp ha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đăng nhập ha. Hồi lúc nãy chúng ta đặt kết quả ha. Rồi, Enter. Khởi động cũng khá nhanh ha. Rồi, cái bước đầu tiên ha. Giống như bao nhiêu hệ điều hành khác. Ở Microsoft thì cũng bắt chúng ta đăng nhập cái account của Microsoft ha. Xài Android thì cũng bắt đăng nhập tài khoản của Google ha. Rồi, ở đây là có đăng nhập tài khoản của Ubuntu ha. Ubuntu Single Sign-On. Nghĩa là chúng ta sẽ đăng nhập sử dụng cái tài khoản của Ubuntu ha, một tài khoản duy nhất. Chúng ta có thể sử dụng được tất cả các dịch vụ của Ubuntu. Rồi thì hiện tại mình mới cái thử đó ha, mình chưa có nhu cầu, rồi mình bấm skip bỏ qua. Đây là một cái phải như một cái phần mềm đi ha, giúp chúng ta bảo vệ máy tính chúng ta an toàn ha. Rồi, giúp chúng ta cải tiến Ubuntu ha. Bạn có muốn cho phép nó tự động gửi một số cái tình trạng về hệ thống ha đến Ubuntu để Ubuntu có thể biết và khắc phục ha. Rồi, ta bấm nét luôn ha, tới default. Rồi, quyền riêng tư ha. Location service. Rồi, mong đẩy mặc định luôn. Rồi, done. Rồi, chúng ta mới mới cài xong ha. Nhận được một cái bản update gì đó. Khoảng 64 MB. Rồi, một chúng ta chọn nhắc nhở sau ha, hai là chúng ta install luôn. Install luôn ha. Coi nó như thế nào. Đây, ngày hay ha. À, để install cần chứng thực. Ok. Không đúng. Chắc bấm lộn. Rồi, ở đây là cái desktop ha mọi người, giống như desktop Windows ha. Ở đây đây mình kiếm coi, ở đây là Ubuntu Software, cái này help ha, cái này update. Rồi, ở đây là cái LibreOffice nè ha, Writer nè, Microsoft Word á. Rồi, cái này là file ha, giống như document chúng ta vậy đó. Đó, giống như cái thằng My Document ha. Còn ở đây là Thunderbird Mail, cái đây là Firefox Web Browser ha.
Ở đây là cái gì đây nè, tắt cái gì à? Rồi này phần chơi nhạc rồi, không có nhu cầu. Rồi ta bấm vô cái biểu tượng 9 chấm ha, show application. Rồi có nhiều ứng dụng nó sẽ liệt kê cho chúng ta ha. Đây những dùng sử dụng thường xuyên nè, mới sử dụng. Rồi. Ở đây là mài đó của mình chúng ta ha. Đó. Home đó, home. Ở đây là thùng rác. Rồi để mình chọn cái background khác đi, trang background. Coi nó có cái background gì đẹp đẹp không ha. Con này ghê quá. Rồi, chọn cái cầu nha. Rồi, nó đổi rồi đó. Rồi tiếp theo để mình chọn cái display setting coi, sẽ chỉnh cái độ phân giải nó cao lên ha. Đây có nhiều độ phân giải chúng ta chọn nè. Đây là tỷ lệ màn hình ha, 16:10 ha, 43. Rồi, đây có một tỷ lệ 16:9 nè. Rồi mình không thấy Full HD ha, 1920x1080. Rồi đây để chọn thử cái 1920 ngàn 2 coi được không nha. Apply. Rồi, biết luôn. Rồi, ở đây nó có cái chế độ ban đêm nữa không mọi người? Rồi, hôm nay mình cài cái buổi đầu tiên á, mình giới thiệu sơ bộ với mọi người thôi ha. Bữa sau mình sẽ nghiên cứu sâu hơn ha. Rồi, mình thử trình duyệt web coi. Google.com.vn. Rồi, ok ha. Thử là vietcloud.vn nha. Rồi, cũng ok luôn ha. Tắt ha mọi người. Đây mình vô Ubuntu Software nè.
Đây, đây cái mục này là cái chỗ mà chúng ta sẽ đi cài một số cái app ha. Rồi, mọi người chờ nó update ngay. Đó. Đây là cái kho app ha. Giống như CH Play á, giống như là hay là Microsoft Store ha. Mọi người chờ nó update tí. Đây, ở đây có nhiều cái thì chọn cho chúng ta ha. Ai thích gì game thì chọn game. Rồi chờ nó tí ha, nãy nó update chưa có xong. Xong rồi vậy ta. Rồi nó kêu khởi động lại nữa ha. Chán. Rồi mình khởi động luôn nha. Rồi, đăng nhập lại mọi người ơi. Rồi, sau khi khởi động lại hả mọi người? Rồi bây giờ mình sẽ vào application ha. Mình cũng đo lên. Đây là có nhiều file, chúng ta cấu hình network ha. Như Bluetooth nè, background nè. Cấu hình giao diện nè ha. Chế độ sáng tối hay chuẩn. Rồi notification ha, thông báo. Rồi. Application nè. Những cái ứng dụng chúng ta sẽ sử dụng ha. Đây là calculator ha. Rồi chúng ta. Rồi trình duyệt nè, phong ha. Phần mềm xem ảnh, đây là bộ Office ha mọi người. Free Office ha, này là tương đương với lại Excel trên Microsoft và Excel ha. Cái này là phần mềm để vẽ biểu đồ này. Cái này là tương đương với PowerPoint. Cái này là tương đương với lại Microsoft Word ha. Thôi còn rất nhiều phần mềm ha. Rồi đây là phần riêng tư ha. Location service nào đó, chúng ta sẽ cho phép nó hiển thị cái vị trí chúng ta không ha. Đây là online account ha. Rồi trên là mail rồi nè, Microsoft, Facebook rồi ha. Đây là sharing. Sharing cái màn hình nè ha. Rồi sharing cái Multimedia chúng ta đó. Đây là phần chỉnh âm thanh. Rồi chỉnh màn hình ha. Rồi một số cái tùy chọn display như độ phân giải màn hình nè. Rồi chỉnh chuột giống như là trackpad. Tốc độ rồi ha. Giống như bên Windows thôi. Rồi keyboard. Rồi đây phần máy in ha. Rồi chúng ta cài thêm máy in. Ở đây là remove able media.
giống như cái bên Windows là cái USB chúng ta ha. Rồi gì thì online rồi, đây là bên giống Windows chúng ta có ha, chỉnh vị trí khu vực cũng như là ngôn ngữ. Rồi, Universal Access. Rồi, User ha. Rồi, Default App. Này giống bên Windows ha. Rồi. Giờ mình sẽ chạy thử cái My Writer ha mọi người, giống như My Support cho mọi người xem ha. Đây là giao diện bộ Office của Ubuntu, nhìn cũng khá đẹp chứ. Đây bao ha, LibreOffice version là 6.4.4.2. Đây, bấm vô website ha, mình vô mình xem. Đây. Nói chung chúng ta sử dụng thấy hay thì chúng ta có thể donate cho tác giả ha. Tùy. Ở trên Windows á thì chúng ta cũng có thể cài được cái bộ này nha. Nếu chúng ta thích, không thích xài Microsoft Office ha, tốn tiền. Chúng ta có thể vào trang web này, bấm download. Rồi, chúng ta sẽ download một cái file cài tương tự như là cài một cái phần mềm trên Windows ha. Rồi. Hôm nay cái bài lab này cũng đã dài rồi ha. Mình xin kết thúc tại đây đi. Rồi từ những cái bài tiếp theo mình sẽ làm về giới thiệu với mọi người sâu hơn ha. Về cái Ubuntu desktop. Rồi, thôi. Chào tạm biệt mọi người nha. Giờ này cũng buồn ngủ quá. Mười mấy à. Rồi, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo ha. Rồi, xin chào mọi người.